Rồi, hello, chào bà con. Sơn Sàm đây, nóng nóng nóng. Mới phát hiện ra một cái lý do ha. Mới phát hiện ra một cái lý do mà bữa hôm hôm phúc thẩm đó quý vị, Lan lên tòa khóc bù lu bù loa đó quý vị. Nó lên nó khóc sùm đó quý vị. À, bữa nay tôi mới đào ra được một cái lý do cực sốc. Thì ra không phải là Lan uất ức. Lan nói là Lan bị YouTuber chèn ép tấn công. Lan cảm thấy là trong lòng nó kìm nén cho nên là Lan phải 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 bật khóc. À, không phải đâu, nó tức tại vì nó mất tiền ngu quý vị. Nó mất tiền ngu nha. Mới 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 cập nhật được tình hình qua những bà bán cá gần nhà Lan. Lan về Lan chửi sùm hết. Má nó chơi kỳ, nó chơi hỏng có đẹp. Ừ, nó chơi kỳ, tao tức quá mà làm tao tốn tiền. Là sao? Chị Hằng của chúng ta cũng rất là cao tay nha. Đó, đó điệp hẹn Lan ngày gì hội ngộ mà Lan điệp cho Lan leo cây một mình. Làm Lan tốn tiền ngu một mớ. À, có nghĩa là ba người trợ lý của chị Hằng đó là có đơn hoãn đó, rồi chị Hằng cũng có đơn xin vắng mặt ha đó, nhưng mà tòa tòa không thông báo cho Lan quý vị, vẫn cứ để Lan đó mang tơ đội nón lên tòa đó. Lên đến tòa xong tòa hỏi, bây giờ nó có đơn hoãn rồi, về đi. Có muốn nói gì không? Bắt đầu nó khóc bù lu bù loa rồi về. Lan về nói, mẹ nó hoãn, nó không báo cho mình trước tiên còn có một ngày à, rồi nó cũng không nói, xong rồi lên tới tòa nó hỏi hoãn cho mình về. Trời ơi, quý vị biết sao không? Lan tốn tiền nha, tốn tiền luật sư đó, hai anh luật sư quý vị thấy không, hai anh luật sư đó mang tơi đội nón đó, cấp cấp ba lô lên rồi dẫn theo mẹ nữa, hình như là có em gái rồi nữa, đúng như có nhiều người. Như bữa đó đưa đi cũng hơi bị đông đó, mà cứ không lên là quê nhiều, quê là quê quá. Cái gì nó chửi nó kìa, tại sao tòa không thông báo cho nó hoãn? Nhưng mà tòa người ta làm đúng quy trình đúng không, bên này có đơn hoãn nhưng mà Lan đâu có đơn xin hoãn đâu, Lan nó vẫn ra tòa bình thường đúng không. Bên này người ta có đơn xin hoãn thì tòa vẫn phải làm việc đó, tòa vẫn chờ Lan lên để mà nói là à, bên giờ người ta có đơn xin hoãn rồi, bây giờ có mình Lan xử gì, xử mẹ vậy, có mình mày xử gì, xử xử ai, thôi về đi. Trời ơi, nó điên rồi chó. Về phải trả tiền luật sư chứ quý vị đó. Rồi xe cộ mang tơ đội nón lên, trời ơi, nó về nó ức, nó khóc bù lu loa nhà, nổi điên nổi điên. Đó, đó là cái lý do đó quý vị, đó là cái lý do mà nó khóc ức tại tòa, những cái giọt nước mắt gọi là tiếc tiền đó, chứ không phải những giọt nước mắt uất hận đâu. Gọi là nó điên, nó bị cho leo cây, nó điên nó khóc, chứ không phải là nó ức chị Hằng hay là nó ức YouTuber gì đâu ha. Đó, đó là câu chuyện của Lan. Rồi tiếp nữa là quý vị biết gì nữa không? À, cũng một thông tin từ bà hàng xóm nha. Đó, tôi có nhiều cái vệ tinh xung quanh đó lắm đó, họ có gì dò xi nhan tôi nhiều lắm. Bữa trước ra mua thịt heo người ta không bán, người ta cũng xi nhan tôi rồi á. Đó, bữa nay cũng có tin mới nữa quý vị. Đó, là nghe nói là sắp trả nhà nghe. Đó, trả cái nhà rồi, nhà đó thuê mà làm gì có tiền đâu mua á, nhà thuê đó, nhưng mà cũng sắp trả rồi mà không biết lý do là gì nha. Đó, hàng xóm mới cung cấp thông tin, chắc có thể là do gì, do là YouTuber nó tới nó quậy quá là mất an ninh, hoặc là hàng xóm người ta ghét. Cái thứ hai nữa cũng có thể tôi nghĩ là do là thiếu tiền nhà đó, hoặc là cái nhà đó là không phải mình đang ở nha, Lan thuê nguyên căn đó rồi, ra ở có một phòng thôi, ở có một phòng thôi, còn rất là nhiều phòng là xe ra kiểu như mình chia đó, nó cho nhiều người mướn nữa quý vị, nhiều lắm, nhiều người lắm. Mà bây giờ hình như chắc nhiều người người ta thấy Lan người ta quải quá, người ta không mướn nữa hay sao, có một mình Lan á thì Lan ở, Lan gồng cái tiền nhà đó không nổi, hiểu không? Có nghĩa là mình share ra, mình chia ra, cái nhà nó có nhiều phòng, nhiều người cùng thuê, Lan nó cái nhà nó bự chà bá, Lan nó ở có một phòng xíu à, hiểu không? Bây giờ người ta nghỉ thì bỏ hết, người ta không thuê cho nên Lan không gồng nổi nữa hay sao đó. Hoặc là cũng có thể là gần đó ra chợ căn cứ người ta biết mặt rồi, người ta không bán, mua thịt heo thịt bò gì, người ta không bán cho nên cảm thấy cái đất này không yên nữa, chắc rút về quê hay sao, hay là rút vô hang. Bây giờ chỉ có rút lên núi Bà Đen ở thôi nha Lan, chứ bây giờ Lan đi đâu là cũng có fan chị Hằng đầy hết. Đó, có gì là vệ tinh đã thông báo cho tôi hết trơn rồi.
đó, tôi có nhiều chim xanh vòng vòng nó hết quý vị đó. Ở cái gì mà hàng xóm, ở cái gì mà nhà bên đây ghét, nhà bên kia ghét, đối diện quán cà phê ghét, rồi ngay cả bà tổ trưởng tổ dân phố cũng ghét luôn. Nó chửi láng, nó chửi từ đầu ngõ tới cuối ngõ, xong rồi ai cũng ghét, mà gọi là kiếm chuyện hết ngày này ngày nọ, đúng không? Người ta nói bà con xa không không bằng láng giềng gần đó. Bây giờ quý vị biết rồi, khi mà chúng ta biết một cái con người nào đó nha, chúng ta muốn biết một cái con người nào đó ha, muốn biết một con người nào đó thì chỉ cần mình đến mình hỏi cái hàng xóm của người đó thôi. À ví dụ như hỏi biết cái sơn sàm đó là như thế nào, là cứ về nhà tôi nha, hỏi cấp hàng xóm nhà tôi là biết con người tôi như thế nào rồi, đúng không? À, ví dụ như hoặc là cũng có thể là hỏi qua những người bạn của tôi chơi với ai, bạn của tôi là ai là biết là người tôi sao liền ha. Đó, bạn của Lan là gồm có thằng Ni nè, anh Sĩ nè, Trần Đình Thu nè, nó luật sư Thanh Trần Diệp già rồi đó, bây giờ nó vạch mặt rồi, nó quay đầu nó chửi tá lả hết trơn rồi. Bạn Lan rất là thân nha, bạn rất thân nha quý vị, đó, bẫy gà rồi đó. Bạn anh Kim Mao đó, bạn thân đó. Đó bây giờ nói chung mà hàng xóm người ta quải chạy đầu rồi. Rồi thì cái nữa là quý vị biết sao không, để tôi cho quý vị nghe. Đó, một cái là đó, bây giờ ngay cả báo chí hồi xưa đó, Lan á là cũng là hành nghề trong 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 cái công việc báo chí, nghe nói bạn của Lan là cũng làm báo nhiều lắm, mà bây giờ báo là cũng chửi luôn đó, báo bây giờ kiếm chuyện luôn rồi đó, kiếm chuyện với báo luôn rồi. Bây giờ phóng viên nhà báo hay những cái gì mà người ta này nọ người ta thấy là người ta chạy hết trơn rồi, ai đâu cứu nữa ha. Phóng viên báo zin mà nó còn thế này nè quý vị đó. Phải là báo zin không ạ? Ừ, đúng rồi. Dạ tôi là Đinh Thị Lan anh ơi. Vừa nãy á, bên báo anh đăng cái bài tôi đăng không đúng về tôi, xuyên tạc về tôi trầm trọng. Bây giờ tôi phải làm sao anh? Là như là bài nào chị nhỉ? Bài công an thành phố Hồ Chí Minh mời bà để tố cáo Nguyễn Phương Hằng đó. Rồi lên nói không đúng sự thật hết. Tôi là người trong cuộc đây mà báo zin dựa vào cái gì mà nói vớ vớ vẩn vậy? Nói là tôi không đi lên theo giấy triệu tập rồi rồi lại là tôi bị bà Hằng tố cáo là vi phạm quyền tự do dân chủ. Cái nội dung của cái công an thành phố á là cái thư mời là tôi đang giữ nè, tôi là nhân vật chính nè, tôi là Đinh Thị Lan nè, mà tôi đâu có cung cấp cho báo đâu mà báo lại xuyên tạc như vậy. Cái này là chị ơi, cái này là bên em lấy từ bên cơ quan công an nè. Đó, người ta lấy từ bên cơ quan công an đó nghe, mà nó còn chửi được luôn. Thông tin người ta lấy từ bên cơ quan công an đó nha quý vị. Bây giờ gửi bằng cách nào anh ạ? Chị gửi qua Zalo giúp em một tin nhắn. Nhưng mà bà công an cung cấp là do bà Hằng bả tố cáo tôi vi phạm quyền tự do dân chủ, tố cáo bả hả? Trong nội dung thư mời lại không ghi là nội dung đó. Chị gửi cho em cái thông tin giúp cái link bài nhé. Nhưng mà anh mới nói là công an cung cấp cho anh, trong khi tôi là người trong cuộc đây, là nội dung công an không hề ghi như vậy. Chị nói là mời lên để làm việc vấn đề giải quyết vụ án thôi, mà chả biết vụ án nào luôn. Bản thân PC02 công an thành phố Hồ Chí Minh còn không biết nói là nội dung gì, mà báo zin gián viết là vì bà Hằng tố cáo. Cái này là bên phóng viên lấy thông tin từ bên công an, chứ không bên em không tự viết ra được, bên em cũng không biết cái nội dung của nó là cái gì, đúng không? Thì là sao bên em dám tự viết ra, đúng không? Phóng công an là PC02 là ai, là người cung cấp thông tin đó à? Là chị gửi giúp em cái này đây là cái nguồn tin riêng, bên em không thể tiết lộ được chị ạ. Nếu mà sai á là ngay cả báo hoặc cái người công an đó cũng là người chịu tội trước pháp luật á, là xuyên tạc đấy nha. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ tôi gửi cái đường link nó cho bên báo anh, đúng không? Dạ. Ngoài Zalo số này đúng không? Vâng, qua Zalo số này giúp em. Rồi. Bêm luôn, báo luôn, bêm hết. Người ta lấy từ thông tin từ công an mà nó cũng bêm chửi luôn. Đó, bây giờ là báo chí cũng không chơi Lan nữa. Hèn gì hôm bữa lên nghe nói báo chí rồi. Quý vị nhớ cái bữa hôm cái phiên phúc thẩm không? Nói Lan đã liên lạc được tới khoảng dài mấy anh chị bên báo này báo kia nha. Bữa nó sẽ ủng hộ Lan nha. Nó cũng lên có phóng viên mẹ nào đâu, đâu có ai đâu. Có Lan với hai luật sư lũm củm đi với bà mẹ già lên. Hai luật sư đó người ta phải đi quý vị, tại người ta nhận tiền mà sao ta không đi được, phải đi chứ. Lên ngồi mang cặp lên mang cặp về, tốn mơ tiền chửi ấm xùm la làng la xóm. tôi giá trời giấy đất cho cái ngày 4 tháng 4 sắp tới ha. 4 tháng 4 sắp tới là có lịch xét xử phúc thẩm lại đúng không? Đó, ngày 4 tháng 4 tới cái Lan cũng kéo đàn kéo đóng lên, kéo luật sư rồi kéo rồi kéo mẹ già rồi kéo lên xong cái chị Hằng với mấy người kia hoảng tiếc.
làm thêm một vố nữa nha, làm thêm một vố nữa đó. Tôi là tôi mong vậy đó, để cho nó tốn tiền luật sư chơi đó, cứ hoãn hoài đó. Đó bắt đầu nó về nó chửi tiếp, giờ tôi là ai chứ con Lan, là tôi thích tôi phái à, tôi mong chờ điều đó nha đó. Nhưng mà cũng mạnh miệng lắm quý vị, họ Lan lúc nào là cũng nói là không nghe Long, Lan đâu có sợ đâu quý vị, hiện tại vẫn tỏ ra là rất là giống như là hiện tại nó rất là bình thường luôn quý vị. Nó nghĩ là nó không có gì à. Lan mới đây có một cái tuyên bố nữa là quý vị biết sao không? Nó nói là không có, bà Hằng không hề có đơn tố cáo nó. Trời ơi, nó tỉnh gớm không, nó kêu nó chỉ có tố cáo bà Hằng thôi, bà Hằng không tố cáo nó. Nó đi hỏi hết rồi, nó hỏi hết công an Bình Dương, công an thành phố Hồ Chí Minh rồi, không có, bà Hằng không có tố cáo nó. Ừ, nên cho nên nó tự tin lắm. À, trong khi mà Đại Nam người ta có vi bằng, người ta làm nó là giống như là vua phá lưới, danh sách vua phá lưới đó, đó. Thí sinh hàng đầu mà nó kêu là không có tố cáo nó. À, quý vị nghe nó nói thử nè, nghe nó nói thử nha. Chủ đề hôm nay, Đinh Lan phản tố bị can Nguyễn Phương Hằng. Như quý vị được biết là hôm qua báo Tuổi Trẻ có đăng tin là có 5 người bị Nguyễn Phương Hằng tố cáo, 5 cá nhân ha, và một số kênh YouTube. Nhưng mà thật sự là một số kênh YouTube đó thì nó lặp đi lặp lại những cái kênh YouTube cũ là của anh Kim Mao TV Hoàng Ngọc. Thì mọi việc cái đó là xử xong rồi, giải quyết xong rồi. Còn vô thường là cái nick mà mấy cái nick Facebook ngày xưa, đó là cái nội dung bài cũ viết cho có thôi. Nhưng thật sự Đinh Lan khẳng định 100% là bị can Nguyễn Phương Hằng không có nộp đơn tố cáo Đinh Lan ở tỉnh Bình Dương cho vụ Mai Xuân Cường, và không có nộp đơn tố cáo Đinh Thị Lan cho vụ ở thành phố Hồ Chí Minh cho cái đơn tố cáo này. Cho nên cái kiểu như là tung hỏa mù ra trên cáo trạng thì ghi như vậy thôi, chứ thật sự là không có hồ sơ của Nguyễn Phương Hằng tố cáo Đinh Thị Lan. Đó là một cái điều mà Đinh Lan thấy cảm thấy là người phụ nữ không có bản lĩnh. Nếu mình tố cáo người ta chủ mưu bắt cóc bé Hình Hằng Hữu, hồ sơ trong bản coi như bản án vụ án Mai Xuân Cường có nội dung, nhưng trong hồ sơ hoàn toàn không có. Tới bây giờ khi Đinh Lan phản tố lại để tố cáo bị can Nguyễn Phương Hằng về tội vu khống và làm nhục á, thì lại không có hồ sơ. Còn ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, VC02 công an thành phố Hồ Chí Minh cũng nói rằng không có cái đơn tố cáo nào của Nguyễn Phương Hằng tố cáo Đinh Thị Lan cả. Như vậy thì phản tố cái kiểu gì? Đinh Lan là một người phụ nữ, Đinh Lan thấy bị can Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam để điều tra hơn một năm, tôi không đến nỗi mà ác nhân kích đích đến nỗi là đẩy bị can Nguyễn Phương Hằng ở nhiều thêm tội. Nhưng ngày hôm nay chính báo đã đăng tin là bị can Nguyễn Phương Hằng tố cáo lại 5 cá nhân, tại vì không có tên của Hằng Ni. Tại vì Hằng Ni trong một cái vụ án khác, hiện tại bây giờ Hằng Ni đang tạm giam ở trại giam T17 của Bộ Công an, trong khi người bắt là BC02 công an thành phố Hồ Chí Minh. Đinh Lan không can thiệp sâu vào cái chuyện mà cơ quan điều tra, nhưng Đinh Lan nói là ngày hôm nay trên danh sách 5 người mà bị can Nguyễn Phương Hằng tố cáo thì không có Hằng Ni, mà có Trần Văn Sĩ, vì Trần Văn Sĩ liên quan tới Đặng Thị Hằng Ni. Còn như lúc trước mọi người thấy không, báo Thanh Niên đăng tin là Đinh Lan liên quan tới Đặng Thị Hằng Ni, mở rộng điều tra vụ án Trang Trần và Đinh Lan liên quan tới Đặng Thị Hằng Ni. Thật sự trong 5 người thì chỉ có một mình Trần Văn Sĩ liên quan tới Đặng Thị Hằng Ni đã bị bắt rồi. Còn bốn chúng tôi, ca sĩ Duy Anh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, không liên quan tới Đặng Hằng Ni, vì có luật sư thì không có liên quan gì với luật sư rồi. Đó là cái danh dự của người ta, cái người ta, một cái bản lĩnh của người ta. Người ta có luật sư thì không cần phải liên hệ với Hằng Ni để làm gì. Còn Đinh Lan và Trang Trần cũng không chưa từng nhắn tin trò chuyện thì làm sao liên quan tới Hằng Ni. Cho nên năm cá nhân này chỉ viết theo bản cáo trạng, viết cho có thôi, cho chứng tỏ quy luật đi, à tao tố cáo A rồi vô tù. Chả có ai vào vô tù nữa, cáo trạng đã hoàn tất rồi. Ngày hôm nay ra tòa thì chỉ có Đinh Lan mới được quyền tố cáo bị can Nguyễn Phương Hằng thêm tội danh và những cái YouTuber thêm tội đồng phạm. Đinh Lan khẳng định là như vậy. Và clip này Đinh Lan chỉ làm 5 phút để cho các đơn vị công an có thể xem được đỡ mỏi mệt hơn. Và những người bạn của Đinh Lan, những người khán giả, những người mà thương yêu Đinh Lan không lo lắng, vì Đinh Lan nói nhiều sợ sẽ có những cái gì sơ sẩy nó sẽ vi phạm pháp luật. Đinh Lan khẳng định lại lần nữa, clip này Đinh Lan nói hoàn toàn để cung cấp cho cơ quan điều tra và cung cấp cho những người mà người ta hiểu về lý lẽ. Tôi không tố cáo một mà ai hết, gấp việc đừng có nhân tiện này, Kiệt Tuấn Đạt, đừng nhân tiện này để mà kết tội tôi là như thế này thế nọ. Tất cả các người, Trần Quốc Vũ, các người đều vi phạm pháp luật hết về việc tấn công, nhục mạ, vu khống người khác. Các người phạm tội y chang Nguyễn Phương Hằng. Cho nên 46 kênh YouTube chắc chắn 100% sẽ ít nhất 15 kênh bị khởi tố hình sự tội đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng. Đinh Lan khẳng định 100%. Đinh Lan nói như vậy. Còn ngày hôm nay Quốc Nghiệp, mày đừng có nói cái chuyện mà dẫn dắt vô là ok, báo Tuổi Trẻ đã đăng tin như vậy là có tội. Tố cáo là một chuyện, nhưng bị can Nguyễn Phương Hằng không có hồ sơ tố cáo.
Thì như vậy chỉ nói dọa trên miệng thôi. Ngon, bản lĩnh, bà Trưng bà chắc đó. Hay bà Trưng vậy đó. Ông Dũng vô nói bả là bà Trưng bà chắc đó. Thì ok, bản lĩnh mình phải là nộp đơn tố. Rồi, cuối video clip thì như thường lệ, Sơn Sàm xin giới thiệu đến tất cả quý vị một số sản phẩm của Sơn Sàm nha. Rồi, trong Zalo này là rất nhiều sản phẩm của Nhật Bản uy tín và chất lượng. Tất cả là hàng Nhật, chất lượng Nhật 100% made in Japan nha quý vị. Đó, thì các anh chị ở nước ngoài có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber số này luôn. Còn các anh chị ở trong nước thì có thể liên hệ số điện thoại này để đặt hàng Sơn Sàm nha. Đó, thì mỗi video clip thì Sơn Sàm giới thiệu một vài món thôi ha, vài món. Đó, thì đầu tiên thì xin giới thiệu cả nhà mình cái sản phẩm giảm mỡ Onaka. Đây, giảm mỡ Onaka nha. Đó, sau một mùa xuân lại đến. Đó, thì ăn Tết xong thì ai cũng lên cân lên ký. Đó, mặt mọc ra đó, full màn hình, cái mặt như cái mặt bàn thấy không? Đó, thì cái nhu cầu giảm cân giảm ký của các chị em rất là cao, đặc biệt các anh mà hay ăn nhậu cũng vậy, đúng không? Thì đây, cái sản phẩm này là gì? Viên uống giảm mỡ Onaka, nó làm tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm như là mỡ bụng dưới nè, đùi, eo, mông các kiểu nha quý vị. Rồi đặc biệt cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, nó không làm mình mệt mỏi, không cần kiêng cữ gì hết, chỉ cần sau 9 giờ tối đừng có ăn gì hết nha. Và nếu mình có thời gian thì đi bộ càng tốt. Một liệu trình 4 hộp này nó xuống từ 8 đến 10 kg nha quý vị. Rồi thì một hộp này là nó có 60 viên, mỗi ngày uống 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên sau bữa ăn nha. Một hộp thì uống 15 ngày, một liệu trình 4 hộp này thì nó sẽ uống được 2 tháng và xuống được 8 đến 10 kg nha quý vị, cực kỳ hiệu quả. Một liệu trình 4 hộp này em bán 2,6 triệu, 2,6 triệu một liệu trình giảm mỡ Onaka nha quý vị. Rồi, tiếp theo em xin giới thiệu cái sản phẩm là cái hỗ trợ giấc ngủ GABA. Đây, cái sản phẩm này của Nhật Bản em bán rất chạy luôn. Các cô chú anh chị, những người nào bị mất ngủ nè, đó, bị mất ngủ nè, giấc ngủ lo âu nè, hồi hộp, chập chờn nè, đó, phập phồng lo sợ, cũng như là cái giấc ngủ mình nó không có sâu, đó, ngủ không có được, là nó chập chờn các kiểu, thì đây, cái viên uống hỗ trợ giấc ngủ GABA này nha quý vị. Đó, thì một hộp 120 viên, đặc biệt nó không có cái thuốc ngủ ở trong này, cái thành phần không hề có thuốc ngủ nha. Đó, nó giúp cho mình an thần ngủ được nha quý vị. Rồi, một hộp này 120 viên em bán 1,750 triệu, 1,750 triệu nha. Ok. Rồi, tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo. Đây, đông trùng hạ thảo, sản phẩm cực kỳ tốt của Nhật Bản, dành cho các cô chú anh chị nào bị những cái bệnh về thận nha, thận yếu nè, đó, thận hư nè, phế hư nè, tiểu đêm nè, tiểu gắt nè, yếu sinh lý nè, đó, đặc biệt cái này nó hỗ trợ về thận rất tốt, đông trùng hạ thảo. Rồi, một hộp 120 viên em bán 2,850 triệu, 2,850 triệu nha quý vị, sản phẩm cao cấp nhất của Nhật Bản. Rồi, kế tiếp nữa là cái hoạt huyết dưỡng não Yonosi. Đây, hoạt huyết dưỡng não Yonosi, đây, hoạt huyết dưỡng não Yonosi của Nhật Bản nha. Các cô chú anh chị, những người lớn tuổi, đó, những người nào mà bị hoa mắt nè, chóng mặt nè, tê tai, tê chân nè, đó, và đặc biệt là gì, thiếu máu não, đó, thì đây, cái sản phẩm này nó hỗ trợ về nó cái tất cả các vấn đề về não, nó tăng cường oxy lên não, nó bổ não, đó, nó giải quyết được những cái bệnh như là hoa mắt, chóng mặt, đứng lên mặt xây vòng vòng đó, đó, rối loạn tiền đình các kiểu nha quý vị. Rồi, một hộp này 300 viên em bán 3,5 triệu luôn, 3,5 triệu luôn nha, 300 viên. Rồi, cái cuối cùng em xin giới thiệu cả nhà mình là đây, cái viên uống trị tóc bạc Komachi. Thì cái này là 100% chiết xuất từ mè đen đó. Có những người tóc bạc rất sớm, Sơn Sàm là không có bạc, cái này là bạc tốn tiền đây, nhộm đây, ngựa quá nhộm chứ không phải là tóc bạc nha quý vị. Thì có những người thì có mười mấy, hăm mấy tuổi đã bạc rồi, ba mấy cũng bạc, bốn mấy, năm mấy bạc sớm đó. Thì do gì? Do cái máu mình xấu, thì cái sản phẩm nó cải thiện từ bên trong đó, nó làm nó lọc máu này đó, và nó làm nó cải thiện tất cả những cái chỉ số về máu. Khi mình dùng được khoảng 3 liệu trình đó, áo quần một liệu trình 3 tháng chứ, một gói này uống 1 tháng nha, một liệu trình 3 gói này là 3 tháng, thì bắt đầu cái chân tóc mình nó bắt đầu là nó ra màu đen đó, chân tóc mình nó đen nha, mà nó đen rồi thì nó đen rất lâu. Có người thì uống một liệu trình thì bắt đầu nó đen, cũng có người dùng tới 2 liệu trình nha quý vị. Đó, sử dụng cái sản phẩm này là phải dùng kiên trì đó, dùng đều nha. Đó, còn muốn đen lẹ thì mua thuốc nhộm gì nhộm đó. Thì đây, một liệu trình 3 tháng như thế này là em bán 2,4 triệu nha quý vị. Một gói này nó có 60 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên nha. Đó, gói này uống 1 tháng nè, 3 gói 3 tháng, 2,4 triệu miễn ship. Rồi, ok, còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị mình có thể tham khảo ha. Đó, các anh chị mình có thể liên hệ vào đó để mà đặt hàng. Rồi, các anh chị ở nước ngoài thì liên hệ qua Zalo, Viber. Còn các anh chị ở
ở dưới quê đó, những người không có Zalo, không biết smartphone là gì đó, thì có thể bóc điện thoại trực tiếp cái số này gặp Sơn Sàm đặt hàng nha, cho địa chỉ số điện thoại Sơn Sàm ship tới nơi luôn ha, kiểm tra hàng, nhận hàng rồi thanh toán. Rồi đây là hàng của gia đình em, hàng của em, kênh YouTube của em không quảng cáo cho ai hết, không bao giờ em bán hàng tầm bậy, cả nhà yên tâm. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em, trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha quý vị. Đó, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi kính thưa quý vị, chúc tất cả quý vị sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, hẹn gặp lại trong video sau.